Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Buffman Price Option, và trong cái video này Hoài sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái mẹo rất là thú vị làm sao để mà thuần phục cái con vàng. Bởi vì có một sự thật là vàng là một cái thị trường mà rất là khó giao dịch. Để mà những anh chị mà mới học giao dịch á, mà trade vàng á, thì thường là chỉ lỗ thôi. Không có chỉ là những thị trường khác. Hoài đang muốn nói đây, tức là vàng là một thị trường nó khó lường hơn nhiều so với những cái cặp tiền và những cái thị trường khác. Và những anh em trade vàng mà có lợi nhuận tốt á, thì thường là phải rất là hiểu cái tâm lý và cái cách chuyển động của con vàng này, và phải rất là hiểu cái cách di chuyển của nó, cũng như là cái tương quan của nó so với những thị trường khác. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng vào video để Hoài hướng dẫn cho anh chị, cũng như là chúng ta cùng điểm qua những cái biến chuyển trên thị trường Forex cũng như là chứng khoán Mỹ nha. Chúng ta cùng vào video thôi. Ok, trước khi vào video thì anh chị có quan tâm mà muốn đăng ký cái khóa học Price Action thực chiến thì anh chị liên hệ theo cái Telegram và cái fanpage. Hoài để ngay cái phần bên dưới màn hình cũng như là cái comment đầu tiên nha. Đó, bấm vào cái link để mà có thể nhắn tin ngay cho Hoài. Và nếu mà anh chị đăng ký và thanh toán trước cái ngày 20 tháng 9, thì chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai thôi á, thì anh chị sẽ được ưu đãi cái giá. Bây giờ chúng ta cùng đi vào cái biểu đồ vàng. Chúng ta cùng đánh giá nó một chút. Tuần vừa rồi Hoài đã chờ một cú nén với đường hỗ trợ ngang, hai đường hỗ trợ quanh 1692, và Hoài đã nói đây là một cái vùng tâm lý chiến lược vô cùng quan trọng. Bởi vì nó làm cái vùng mà nó tạo ra một cái swing low, tức là một cái đáy quan trọng ở quanh khu vực bên trái này. Đó. Và khi nó quay trở lại, nó vẫn coi cái vùng này là một vùng hỗ trợ, thể hiện qua hai lần chạm bậc. Thì như vậy, chỉ cần cái vùng này bị phá vỡ thì khả năng cao là sẽ có một con sóng giảm mạnh tiếp diễn. Thì đó là cái mà nhận định của Hoài. Thì khi mà nó hoàn tất cái cú nén này, đây là thanh nến cuối cùng trong cú nén với đường hỗ trợ, hiểu không? Đây là thanh nến mà Hoài đánh dấu này. Đây là thanh nến mà nó hoàn tất cái cú nén này rồi. Và anh chị tưởng tượng nếu chỉ cần một cái cú break của cái đáy của thanh nến này thì khả năng cao luôn là cái đường hỗ trợ bên dưới này cũng sẽ bị phá vỡ luôn. Đó. Cho nên là Hoài đã vào lựa chọn cái thanh nến này để là một nến đặt lệnh. Và anh chị để ý ha, để ý cái nến mà Hoài chọn nến đặt lệnh này cũng là một cái cụm nến, cũng là một cái nến trong cái cụm mô hình Evening Star, tức là mô hình sao hôm, mô hình nến đảo chiều. Chúng ta có nến tăng nè, chúng ta có nến nhỏ nè, và chúng ta có nến giảm. Nên cái này nó hơi biến thể một chút xíu, bởi vì hai cái nến trước đó, cái nến mà đầu tiên đó, nó không phải là một nến tăng lớn mà nó lại là pin ba giảm giá luôn. Thì như vậy nó lại càng mang tính bearish nhiều hơn, bởi vì ngay từ cái nến đầu tiên trong cái cụm nến Evening Star này đã là một nến giảm giá rồi, đúng không ạ? Cái nến thứ hai cũng là một nến tăng nhưng mà nó có thân nhỏ, cho nên nó có mang tính là phân vân, nó có mang cái tâm lý phân vân. Và cái nến thứ ba là nến giảm, thì đây là cái nến chốt hạ cuối cùng, cho thấy là cái tâm lý thị trường nó hoàn toàn chuyển sang bearish rồi. Kết hợp với cú nén với đường hỗ trợ đã được hoàn tất thì không có việc gì chúng ta từ chối cái việc chúng ta sell dưới đáy thanh nến này hết, vì dừng lỗ ban đầu là chúng ta đặt phía trên này, đúng không ạ? Anh chị hình dung ra ha, rất là đơn giản và dễ hiểu. Và bây giờ chúng ta kỳ vọng cái mục tiêu chốt lời của vàng là quanh cái khu vực là 1600. Hoài nghĩ là ít nhất là nó phải đi được tới 1600 này, khi mà đã break được cái vùng hỗ trợ rất là lớn và rất là quan trọng như thế này rồi. Đó. Và anh chị nhớ là trên cái chặng đường mà giá nó đi đến cái mục tiêu này, và nếu mà hình thành một cái mô hình đảo chiều hay là tăng giá thì chúng ta có thể ngay lập tức dời stop loss. Đó. Và bây giờ chúng ta thấy có một ngay tại cái nến gần nhất cũng có một cái mô hình nến tăng giá này rồi. Đó. Nhưng mà do giá nó vẫn chưa đi quá xa so với cái điểm entry của chúng ta, nó vẫn chỉ mới dịch chuyển một chút xíu thôi, cho nên anh chị không có cần phải vội vàng mà giờ stop loss ngay lập tức, mà giờ stop loss ngay dưới cái đỉnh của xuống dưới đỉnh của thanh nến này. Bởi vì rất nhiều trường hợp là sau khi giá phá vỡ một cái đường hỗ trợ thì nó có khả năng nó quay trở lại, nó chạm lại cái vùng kháng cự và vừa bị phá vỡ trước đó rồi nó mới giảm tiếp. Thì đây là cái hiện tượng rất là dễ hiểu anh chị, đây chính là hiện tượng retest, break and retest, tức là nụ hôn cuối. Nó phá vỡ cái vùng này, nó quay trở lại, nó chạm lại cái vùng này một chút xíu nữa. Và đôi khi nó không có chạm chính xác ngay tại vùng này, mà nó đôi khi nó lại vượt lên trên chút xíu và nó chạm cao hơn một khúc nữa. Đó, rồi nó mới giảm xuống. Thì cái lúc mà nó chạm cao hơn như thế này thì nó chạm ngay cái vùng đáy của cái vùng tích lũy ở bên tay trái, thì cái này chúng ta gọi là một cú chạm lại trần. Đó, anh chị nào mà chưa hiểu thì có thể xem lại cái bài số 4 thì phải. Nên số bài số 3 hay là bài số 4
trong series Performance Price Action để hiểu cái nguyên tắc chạm lại trần này. Nó rất là hay và nó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được những cái sự đảo chiều mà nó có mang tính chất là chất lượng cao đó. Và cũng có một nguyên tắc mà quản lý lệnh theo Hoài, đó là chúng ta chỉ nên dời stop loss khi mà chúng ta đã có được một phần lợi nhuận nào đó. Khi mà chúng ta chưa có lợi nhuận thì tạm thời chúng ta cứ giữ cái lệnh của chúng ta thôi. Cứ giữ cái lệnh để vì sau khi mà phá vỡ thị trường đôi khi là nó cần một chút thời gian, một chút thời gian để mà nó vận hành, một chút thời gian để mà nó tích lũy và dần dần cái cú phá vỡ nó mới diễn tiến. Dĩ nhiên á, theo cái nguyên tắc ban đầu á, là cú phá vỡ mà tốt nhất á, là phá xong là chúng ta có lợi nhuận liền. Nhưng mà sẽ có những trường hợp nó biến thể một chút xíu là nó, chúng ta phá xong chúng ta có lợi nhuận. Hiện tại kèo này chúng ta đang có lợi nhuận, nhưng mà sẽ có những cái trường hợp là nó hồi ngược lên trên. Nó hồi ngược lên trên là nó khiến cho cái lợi nhuận của anh chị bị ăn bớt lại, bị giảm bớt lại. Thì lúc đó nhiều anh chị sẽ bị hoảng và bị muốn là đóng lại luôn để mà có được bao nhiêu lợi nhuận hay bấy nhiêu. Đó, cái tâm lý đó nó sẽ khiến cho là chị bỏ lỡ mất cái con sóng dài phía sau. Và nó rất là uổng. Đúng không? Nó rất là uổng. Đó. Thì để tránh được cái điều đó thì chúng ta chỉ nên dời stop loss khi mà chúng ta có một mức lợi nhuận tốt. Và những cái tín hiệu đảo chiều đó phải thật sự là chất lượng. Phải thật sự là chất lượng. Chứ không phải là một thanh pin ba nhỏ bé. Không phải là một thanh pin ba nhỏ bé xuất hiện sau khi giá đã phá vỡ một cái vùng hỗ trợ quan trọng rồi. Và anh chị để ý cái thanh nến phá vỡ của chúng ta là một nến lớn. Một nến giảm lớn rất tốt. Đúng không? Một nến giảm lớn rất là tốt. Và đây chắc chắn, khả năng cao chắc chắn là một cú phá vỡ thật chứ không phải là phá vỡ giả nữa. Cho nên anh chị không cần phải lo ha. Đấy. Nếu anh chị lo quá thì có thể giờ stop loss về hòa vốn là cũng được. Không tới nổi, giờ stop loss về hòa vốn cũng được. Nhưng mà giờ stop loss xuống dưới mức này thì hơi sớm nha. Hơi sớm và có thể giúp khiến cho anh chị bỏ lỡ, bị cán stop loss và bỏ lỡ cái con sóng sau đó. Đó. Thôi, như cái tiêu đề video thì Hoài sẽ nói một cái sơ về một cách để mà chúng ta làm sao để chúng ta có thể thuần phục cái khung vàng này. Đầu tiên, vàng là một cái thị trường chúng ta coi nó là tài sản an toàn, nhưng mà đôi khi nó lại không có thể hiện cái tính chất của một tài sản an toàn. Đó. Có thể nói vàng là một cái thị trường kiểu như là nó hơi tách biệt so với phần còn lại của thế giới, cũng giống như là Bitcoin á. Đó là một cái tài sản giống như Bitcoin, nó không có tương quan quá nhiều so với những cái tài sản còn lại của thế giới. Và cái tương quan rõ nét nhất và lớn nhất của nó là tương quan với đồng USD. Tương quan với đồng USD. Và đôi khi nó cũng thể hiện cái sự tương quan với thị trường chứng khoán Mỹ nữa. Nhưng mà cái vấn đề tương quan thì Hoài không có nói nhiều trong video này, bởi vì nó cũng rất là phức tạp và nó liên quan tới phân tích liên thị trường nữa, mà đó cũng không phải là một cái thế mạnh của Hoài. Ok. Rồi, đơn giản một cách để thuần phục vàng đó là anh chị có thể giảm bớt cái tần suất giao dịch vàng lại bằng cách là chúng ta chỉ trade nó trên khung thời gian D1 mà thôi. Đó, một cái phát hiện của Hoài sau nhiều năm giao dịch vàng đó là những cái con sóng mà vàng trên khung thời gian D1 nó rất là chất lượng. Những cái tín hiệu á, ý là những tín hiệu của đầu những con sóng tăng hoặc đầu những con sóng giảm trên cái khung thời gian lớn á, nó chất lượng hơn nhiều so với những cái con sóng mà những cái tín hiệu mà trên khung thời gian thấp. Đó. Thì anh chị có thể tua lại ha, tua lại để xem lại, chúng ta cùng xem lại những cái giao dịch mà giao dịch nào Hoài đã vào theo phương pháp Bofferman trên cái khung thời gian D1 mà của con vàng, riêng con vàng thôi. Thì anh chị sẽ thấy cái độ chính xác, cái độ đáng tin cậy của những tín hiệu và chất lượng mua như thế nào, chất lượng của cái tín hiệu trên cái khung thời gian D1 của vàng như thế nào. Đó, khoảng đầu năm 2022 thì Hoài có vào một cái lệnh mua cú nén với đường kháng cự. Nhìn anh chị nhìn bên tay trái nè, đó, cú nén với đường kháng cự. Nhưng mà cái kèo này Hoài đóng lệnh với 1/2 loss, thua lỗ 1/2, bởi vì ngay sau khi phá vỡ vài ngày thì nó có một nến giảm break đóng cửa xuống. Đó, chấp nhận lỗ 1/2. Nhưng mà sau đó Hoài lại re-entry, tức là vào lệnh lại sau khi nó hoàn tất cái cú nén với đường kháng cự kéo dài ra nè. Vì đây là một phá vỡ giả cho nên Hoài hoàn toàn có thể kéo dài cái đường này ra để mà chờ cú nén với đường kháng cự sau đó, nếu mà nó hoàn tất được cái cú nén sau đó và bắt được nguyên con sóng, một con sóng dài rất là tốt, và đóng lệnh ngay cái thanh pin 3 lớn như thế này, quanh cái khu vực là quanh 1908 thì đóng lệnh ngay tại đây cũng rất là tốt rồi. Tín hiệu lần thứ hai rất là tuyệt vời, bắt được con sóng tăng. Tín hiệu thứ ba là Hoài chờ miết từ cái thời 8 tháng 2 nè, từ lúc mà tháng 2 là Hoài đóng cái lệnh này, và Hoài chờ mãi cho tới tháng 5 mới có một cái tín hiệu mua, hoặc là mà mới có một tín hiệu bán vàng tiếp theo, một cái tín hiệu giao dịch tiếp theo. Chờ suốt 2 tháng, 3 tháng trời gì không có một tín hiệu nào hết. Bởi vì đúng chính xác là cái giai đoạn này là vàng kiểu như nó đang điên điên khùng khùng, nó đâu có tăng hay là nó đâu có giảm gì đâu. Rất là khó chịu và không thể nào giao dịch được.
Sau khi Hoài bán tại đây thì có một sóng giảm rất tốt ha, sóng giảm từ quanh khu vực 1.800 xuống tới 1.870 mấy, xuống tới 1.800 và chốt lời ngay tại cái dấu X này. À, và nếu anh chị chưa biết thì những cái dấu mũi tên là những cái tín hiệu, những cái vị trí, những thanh nến mà Hoài đặt lệnh mua hoặc là một lệnh bán, và cái dấu X là những thanh nến mà Hoài đóng lệnh, đóng lệnh hoặc là bị cán trailing stop tại đâu thì là Hoài đánh dấu tại đó. Nè ha. Thì sẽ có những đôi lúc là Hoài sẽ đóng lệnh luôn bằng tay luôn sau khi nến đóng cửa, mà đôi lúc thì cũng sẽ kéo stop loss lên phía trên đỉnh hoặc là phía xuống lên phía trên đáy của cái thanh nến đó. Đấy, tùy những trường hợp mà chúng ta xử lý cái lệnh như thế nào. Đấy. À, 1, 2, rồi tín hiệu thứ 3 là tín hiệu bán nè. Tín hiệu thứ 4 cũng là một tín hiệu bán. À, và tín hiệu này nó không có đem lại cho Hoài một cái chút lợi nhuận hay là thua lỗ nào hết, cho nên Hoài cứ đóng lệnh bằng tay luôn. À, đóng lệnh bằng tay vì nó cứ sờ quần nó không đi ngang. À, nó không có tăng cũng như là nó không có giảm thì đóng lệnh để tìm điểm vào khác, bởi vì cái điểm vào mà không cho anh chị lợi nhuận á là điểm vào không có đẹp rồi. Và tín hiệu tiếp theo là một tín hiệu bán, bắt nguyên một con sóng giảm của vàng từ quanh khu vực 1.800 xuống tới 1.670 luôn, ăn được nguyên sóng luôn, quá tốt. Và lần gần nhất chúng ta đã vào là cũng là một tín hiệu bán rất là tuyệt vời nữa, bán ngay tại cái khu vực 1.698 trước khi ra tin CPI ấy, bán phát là nó rớt xuống đây luôn. Đó. Và khả năng cao là vàng sẽ có một đợt giảm xuống nữa quanh 1.600, đó là kỳ vọng chốt lời của Hoài. Đó, thì như Hoài nói, một cách đơn giản để mà anh chị có thể trade vàng tốt hơn, đó là trade nó trên khung thời gian D1, sử dụng Offerman Price Action, những tín hiệu nó sẽ tốt hơn và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Không có cần phân tích liên thị trường chi mà cho phức tạp hết, chỉ cần bám theo những cái tín hiệu mà chuẩn xác theo cái phương pháp. Và anh chị phải đảm bảo là những tín hiệu mà anh chị phân tích theo phương pháp đó đúng nha, chứ không phải là chúng ta kẻ đại một cái đường nào đó và chúng ta kỳ vọng là giá nó sẽ tôn trọng cái đường đó, hay là chúng ta coi một cái giai đoạn nào đó là cú nén và chúng ta kỳ vọng giá nó sẽ break khỏi cú nén đó. Cú nén nó phải tồn tại khi mà thật sự nó đã tồn tại và anh chị phải vẽ nó đúng đã, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta nói hơi nhiều về vàng ra, Hoài sẽ lướt qua những cái thị trường còn lại, bởi vì vàng cũng luôn luôn là một cái thị trường mà nhiều anh chị để ý mà. À, rồi với dầu, với dầu cũng là một cái thị trường mà cũng khó lường, nhưng mà Hoài vẫn thích trade nó, bởi vì chúng ta ngậm đắng nuốt cay, kiểu như là chúng ta nằm gai nếm mật á, chịu khó stop loss một hai lệnh, vài lệnh thì đôi khi bắt được cuộc sống của nó thì ăn bù lại hết và chúng ta có lợi nhuận nữa. Rồi với dầu thì Hoài tuần vừa rồi Hoài dừng lỗ một kèo, nói là dừng lỗ nhưng thực ra đây là đóng lệnh hòa vốn, đóng lệnh hòa vốn cú ném vào đường hỗ trợ nè. Rồi bây giờ thì nó không có break lên được cái đường EMA sau khi nó tạo cái phá vỡ giả này rồi. Sau khi nó tạo phá vỡ giả, nó không có, nó quay ngược lên trên đường hỗ trợ nhưng mà nó không có lên được phía trên đường EMA, thì cho thấy cái sự cố gắng của phe bò để mà đảo chiều đã thất bại. Và bây giờ nó đã break xuống đường xu hướng luôn nè. Và đồng thời Hoài thấy là nó cũng đã break luôn cái đường hỗ trợ ngang mà Hoài đã vẽ trước đó ngay tại cái thanh nến này. Và cho thấy cái sự yếu đuối khi mà nó chạm lại cái đường EMA, thì đây là một tín hiệu bán. Đó, đây là một tín hiệu bán mà nó theo kiểu là vào lệnh lãi, tức là re-entry. Chúng ta entry đầu tiên ngay tại đây mà chúng ta bị thất bại, không có có lợi nhuận, thì chúng ta vào entry thêm một lần nữa khi mà chúng ta thấy là cái xu hướng của nó vẫn đang thiên hướng giảm nhiều hơn. À, đặc biệt trong cái bối cảnh là trước đó chúng ta thấy có một cái phá vỡ giả ngay tại khu vực này nữa. Đấy, sell stop dưới đáy thanh nến và dừng lỗ phía trên đỉnh. À, canh chốt lời, hay canh chốt lời quanh là 68-70 nha anh chị. 72 là cũng có thể chốt lời được rồi, mà còn cái khu vực 68-70 thì cái lợi nhuận của chúng ta sẽ tốt hơn. Ok, Hoài sẽ nói về Uji đi. Uji thì không có gì nhiều để nói, Hoài vẫn kỳ vọng tiếp tục vào một cái đợt điều chỉnh, một cái đợt điều chỉnh. Điều chỉnh nó không phải lúc nào nó cũng thể hiện dưới cái dạng là một sóng giảm xuống nha anh chị. Điều chỉnh nó cũng có thể là một cái giai đoạn đi ngang. Đó, đi ngang nó cũng gọi là điều chỉnh nha. Điều chỉnh là có con sóng mà tích lũy hoặc là kéo ngược, tức là sóng hồi á, sau một cú sóng tăng như thế này. Thì có một cái giai đoạn điều chỉnh xuống như vậy, hoặc là sau một cú sóng tăng nó có giai đoạn đi ngang như vậy và nó tiếp diễn, thì cái khúc mà giảm hồi xuống hoặc là đi ngang như thế này thì gọi là điều chỉnh. Không nhất thiết phải là giảm hay là điều chỉnh, điều chỉnh có thể là một giai đoạn đi ngang. Cho nên Hoài kỳ vọng tiếp theo là UG nó có thể tôn trọng cái đường kháng cự này và tiếp tục cái con sóng điều chỉnh của nó là cái giai đoạn tích lũy đi ngang này, và khi mà nó hoàn tất cái cú nén với đường kháng cự này, chúng ta có thể tiến hành mua vào ngay cái khu vực mà nó chuẩn bị break và đóng cửa ngay tại cái gần sát cái đỉnh, gần sát cái đường kháng cự này nè.
Nhưng mà từ giờ cho tới lúc đó thì còn lâu lắm, bây giờ chúng ta cứ chờ đợi xem sao. Rồi bây giờ chúng ta nói về USF nha. Những cái video phân tích vàng Forex chứng khoán Mỹ thì Hoài thường phân tích kỹ hơn, nói nhiều hơn, bởi vì nó thể hiện nhiều cái nguyên tắc của hành vi giá lên trên biểu đồ hơn. Đó. Rồi USF, UZ mà chúng ta chờ điều chỉnh và chờ giảm giá thì USF cũng tương tự, chúng ta kỳ vọng một cái đà giảm luôn, bởi vì USF nó mang tính bearish nhiều hơn so với UZ, bởi vì UZ anh chị nhớ hồi nãy nó vẫn còn nằm trên đường EMA và thậm chí nó còn chưa chạm lại đường EMA. Đó. Mà còn USF thì nó đã break xuống đường EMA rồi, nó phá vỡ xuống và nó đang nằm dưới đường này, thì nó mang tính bearish nhiều hơn là UZ. Cho nên nói UZ lúc nào nó cũng đi theo giống với USF là sai nha anh chị. Cái thiên hướng là nó thuận chiều với nhau, nhưng mà không phải lúc nào con này tăng con kia cũng tăng, mà không phải lúc này không phải lúc nào con này giảm con kia cũng giảm nha. Đấy. Bây giờ USF chúng ta canh bán nè, chúng ta canh bán chờ cú nén với đường xu hướng này. Nó đang tích lũy với đường xu hướng và chỉ cần chờ một nến giảm đóng cửa tốt nữa thôi là chúng ta có thể đặt lệnh rồi, kỳ vọng một con sóng giảm xuống quanh khu vực 0.94 nha chị, để có thể chốt lời. Ok, bây giờ nói một chút xíu về UCAD đi. UCAD thì là một cái trường hợp khá là điển hình của một phá vỡ giả. Anh chị nghĩ là sau khi cái giai đoạn sau cái cú break này giá nó sẽ tăng tiếp hay là nó sẽ hồi xuống? Cho 3 giây để suy nghĩ. Câu trả lời là khả năng hồi xuống là sẽ cao hơn. Đấy, khả năng hồi xuống là sẽ cao hơn, bởi vì chất lượng của cú phá vỡ này là không tốt. Anh chị thấy không ạ? Hình dung nha. Đấy, giá nó từ đường EMA nó đâm thẳng lên trên đường kháng cự, đâm thẳng lên trên đường kháng cự và nó break đường luôn đường kháng cự mà không hề có một giai đoạn nén nào hết. Tức là cái cú phá vỡ này nó rất là gấp gáp và rất là sớm. Đó, những cái cú phá vỡ mà chất là như thế nào? Những cú phá vỡ mà chất là những có cú phá vỡ mà có cái giai đoạn nén tích lũy, nén chặt thật là chặt đó, nén chặt để mà nó tạo ra cái xung lượng á. Còn khi mà phá vỡ mà không có nén, mà cái giai đoạn nén nó phải nằm sát ngay cái đường phá vỡ nha, cái đường biên để mà chuẩn bị phá vỡ đó. Ở trong trường hợp này cái đường biên nó chính là cái đường kháng cự này, thì cái kịch bản tốt nhất để cho cái cú phá vỡ này mà có thể là chất lượng cao á, là nó tích lũy một cú nén như thế này đó, nó nén chặt thật là chặt như thế này, rồi khi mà nó break lên phát thì cái cú break này mới gọi là cú break chất lượng. Nó có cái xung lượng trong cú break, nó có cái năng lượng mà vừa bị phóng ra đó, thì nó mới gọi là chất lượng. Còn cái này đã có năng lượng gì đâu anh chị, chưa có nén gì hết mà đã đòi là phá vỡ ra rồi thì rất là yếu và có dễ có khả năng là nó bị kéo về trở lại liền ngay lập tức. Cho nên anh chị thấy đừng có thấy mà giá chuẩn bị nhăm nhe break lên trên đường kháng cự mà đòi là vào lên luôn để mà lỡ gì nó tăng thì sao, không có đâu anh chị nha. Cái việc nó tăng trưởng hay không, cái việc mà cú phá vỡ nó tạo ra cú phá vỡ đủ chất lượng hay không, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái bối cảnh của cú phá vỡ nữa. Cú phá vỡ đó nó tạo ra trong hoàn cảnh nào, nó có nén chặt tốt hay không đó. Rồi bây giờ Hoài không khuyến nghị mua USD thời điểm hiện tại, chờ nó hồi về trở lại nén chặt hơn thì lúc đó chúng ta mới mua, nó sẽ hợp lý hơn. EU nha. Với EU thì cái kịch bản vẫn giống như là tuần trước, hay kỳ vọng một cú phá lên cái đường EMA nhỏ này, đường EMA bên dưới này, tạo ra cú nén với đường kháng cự bên dưới đường kháng cự này, nén thật là chặt, sau đó phá vỡ và kỳ vọng một đà tăng trưởng lên quanh 1.03. Vẫn giữ nguyên thôi, không có gì nói hết. GU nha. Đấy, GU thì cũng đang tạo một cái bối cảnh cho một cú phá vỡ không tốt nè. Cú phá vỡ gọi là cú phá vỡ tệ luôn chứ không phải không tốt nè. Gì thấy không ạ? Nó đang nhăm nhe phá vỡ cái đường hỗ trợ này, nhưng mà cái cú nén vẫn còn rất là lỏng lẻo ha. Cú nén vẫn còn rất là lỏng lẻo, nó còn nhiều cái khu vực trống ở phía trên nè. Còn có nhiều cái khoảng trống. Thì khả năng cao là break xong xong rồi nó quay ngược lên nữa, xong rồi nó mới nén tiếp, xong rồi nó break tiếp, thì đó là cái kỳ vọng của Hải. Nhưng mà Hải không có kỳ vọng là GU sẽ tiếp tục giảm nha. Hải đang kỳ vọng GU đang có một cái sự tích lũy đi ngang và sau đó là có thể là đảo chiều tăng. Nhưng mà kịch bản nó sẽ diễn ra như thế nào chúng ta cùng chờ xem tuần tới nó sẽ như thế nào. Ok, nói về NU một chút xíu. Đấy, với NU thì chúng ta đang có cái kịch bản của một cú phá vỡ cũng khá tốt. Cũng khá tốt đó chứ. Đây là thanh nến mà đây là nến phá vỡ nè.
cung nến giảm dài, giảm sau khi chạm đường EMA, break chạm đường EMA một phát là nó giảm và phá xuống luôn cái cụm mô hình Evening Star, đúng không? Đây chính là mô hình Evening Star đó, với nến giảm rất lớn luôn. Nhưng mà điều khá là lạ kỳ là sau khi cái nến giảm này rồi mà giá nó break xuống khỏi cái nến này rồi mà nó không có giảm lèo xuống mà nó còn đang sờ quần ở đây, thì cũng phải đặt một cái dấu hỏi ở đây nha. Đây cũng nên đặt cái dấu hỏi cho NU. Chúng ta cần quan sát thêm trước khi chúng ta chờ bán. Nếu mà bây giờ á, và bản chất cái thanh nến lớn này nữa cũng không phải là một nến tốt để mà chúng ta có thể đặt lệnh bán nữa, vì nó quá dài. Nó dài thì stop loss của anh chị nó sẽ quá rộng. Đó, stop loss quá rộng thì cái chốt lời chúng ta không được bao nhiêu hết. Đó. Kịch bản tốt hơn cho NU là chúng ta chờ nó hồi lên và chúng ta chờ xem nó đang làm cái gì đã. Có thể là nó chờ tích lũy với đường hỗ trợ này tiếp và để mà nó giảm tiếp, hoặc là có thể là nó đảo chiều luôn chẳng hạn, đâu có biết được, đúng không ạ? Giờ chúng ta cùng chờ nó tích lũy xem sao. Ít nhất là phải tới tuần sau mới biết được là NU nó đang muốn cái gì. AU thì cũng tương tự đó, cũng phá vỡ rất là tệ, không tốt anh chị. Giá chạm đường EMA đâm thẳng xuống đường hỗ trợ bên dưới và chuẩn bị phá vỡ khúc này nè. Break xuống rồi mà còn tạo pin ba tăng giá tại đây nữa thì rõ ràng là không tốt, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chờ cho giá nén hơn nữa để xem là AU nó đang làm cái gì. Hồi vẫn chưa chờ đợi cú nén với đường hỗ trợ nha. Không có kỳ vọng là AU sẽ có một cái đà giảm. Cứ chờ nó tích lũy xem sao. Và cuối tuần sau Hoàng sẽ cập nhật cho anh chị. Ok, bây giờ chúng ta nói chút xíu về chứng khoán Mỹ đi. Chứng khoán Mỹ nó rơi vào cái giai đoạn giảm giá khá là nặng nề rồi ha. Đấy. Cái đợt mà sóng hồi, cái con sóng mà tăng quay trở lại như thế này, nguyên con sóng này chỉ là một cái con sóng hồi trên cái khung thời gian lớn mà thôi. Đó. Thì trong cái giai đoạn mà giá nó break lên trên tạo cái con sóng hồi tăng này thì Hoài vẫn mắc được một vài cái cổ phiếu tốt. Và bây giờ nó bắt đầu quay trở lại cái thị trường giảm giá của nó rồi. Chứng khoán Mỹ nó vẫn thang thiên hướng là giảm giá trong khung thời gian dài hạn. Cho nên những cái kèo mà mua anh chị, những kèo mua thì chúng ta phải kéo stop loss thật là chặt và vào thật là cẩn thận, cẩn trọng mà thôi. Rồi, với S&P 500, chỉ số S&P 500 thì nó đã phá vỡ khỏi cái đường hỗ trợ nè. Đấy. Cố gắng break lên trên đường EMA nhưng thất bại nè, đúng không ạ? Break lên trên đường EMA nhưng mà không break được. Giảm giá, đóng cửa bên dưới thất bại. Và bây giờ đang đồng thời cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ, nhưng mà Hoàng nghĩ là cái cú phá vỡ này nó cũng sẽ khả năng cao là nó tạo ra một sóng hồi lên trên thôi. Một sóng hồi lên trên rồi nó nén chặt hơn rồi sau đó nó mới phá vỡ tiếp. Đó. Nhưng mà để mà vẽ đường cho hưu chạy như thế này thì cũng không nên, chúng ta cần phải chờ đợi giá nó tích lũy như thế nào xem sao. Ok, bây giờ chúng ta nói một chút về những cái cổ phiếu mà Hoàng đã vào trong cái tuần vừa rồi. Đây. Đây là một cổ phiếu vào rất là tốt ha. Đấy, chúng ta có lợi nhuận ngay lập tức sau khi chúng ta vào lệnh mua. Sau khi giá đã hoàn tất cú nén với đường xu hướng, đây là cổ phiếu NPH nha anh chị. Và hiện tại nó đang chờ tích lũy với cú nén mới, cú nén với đường kháng cự mới. Đó. Thì sau khi nó hoàn tất cú nén này thì Hoài có thể nhồi thêm một cái lệnh nữa, nhồi thêm một cái lệnh nữa, kỳ vọng một cái đà tăng trưởng mạnh hơn nữa. Cái mục tiêu ban đầu là quanh 360, thì khi mà nó chạm mục tiêu 360 này anh chị có thể chốt cái phần cái lệnh đầu tiên. Cái lệnh thứ hai là chúng ta vào thêm một lần nữa và kỳ vọng mục tiêu chốt lời quanh 380. Nè, 380. À. Hoặc là khi mà nó chạm 360 là anh chị có thể chốt một phần cái lệnh đầu tiên, chúng ta kéo trailing stop cái phần còn lại để chúng ta ăn được cái con sóng dài nhất có thể. À, nhưng mà đặc biệt trong cái trường hợp mà bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang không tốt như thế này thì việc nhồi lệnh cũng hơi rủi ro, cho nên khuyến nghị anh chị chỉ nên nhồi lệnh khi anh chị cảm thấy chấp nhận được cái rủi ro nha. Còn rồi, cổ phiếu MGK là một cổ phiếu mà Hoài đã đóng lệnh với một cái mức loss là 1/2R trong cái tuần vừa rồi. Đóng lệnh sau khi có một nến giảm nè, rồi tiếp theo đó là một nến giảm nữa, cũng giống như là một bearish pin 3 đóng cửa sát với đường EMA. Anh chị hình dung cái nến mà Hoài đánh dấu X nè. Trường hợp ha, chỉ cần trường hợp mà giá break xuống khỏi cái nến này, dưới đáy của nến này, tức là đồng thời cái đường EMA cũng sẽ bị phá vỡ luôn. Sẽ phá vỡ đáy một thanh nến và cộng đồng thời với sự phá vỡ của đường EMA thì không có lệnh mua nào có thể giữ được hết cho anh chị. Cho nên họ đã đóng lệnh luôn sau khi cái nến này đóng cửa rồi. Đó. Thiệt hại là 1/2R không lớn lắm, bù lại với cái mức lợi nhuận mà chúng ta có được trong cái cổ phiếu NPH thì chúng ta vẫn đang có lợi nhuận, vẫn rất là tốt ha. Cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu PDD. Cái thằng này cũng đang có một cái dấu hiệu sức mạnh khi mà toàn thị trường chứng khoán Mỹ nó đang yếu đuối,
là nó đang tạo một cái bullish pin 3 tăng giá ngay tại cái đường EMA này. Vẫn tiếp tục kỳ vọng cái cú nén với đường kháng cự, và khi cú nén hoàn tất thì chúng ta có thể tiến hành vào một cái lệnh mua. Và đây là cái video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Price Action. Anh chị thấy hay để lại comment tôi quan tâm, hoặc bất kỳ cái thị trường nào mà anh chị cần phân tích bên dưới video này, cũng như là nên nhớ đăng ký khóa học Price Action thực chiến để mà nhận được hưởng cái ưu đãi trong ngày hôm nay và ngày mai nha. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.